Hello mọi người, hôm nay 27 Tết âm lịch năm 2020. Gia đình chưa qua 20 đâu. Thì âm lịch là chưa qua đâu. Âm lịch gần Tết, nói chung là 27 Tết. Thì gia đình tụi con lên thăm mộ mẹ Kim Ngọc. Và trang trí cũng đã xong phần trang trí. Tại vì bữa giờ bận quá anh Hiền không có lên được. Hôm nay mới lên. Đây là mộ mẹ Kim Ngọc. Mỗi năm sẽ mỗi khác. Anh Hiền, hai anh em sao vậy? Hả? Bà quậy quá bà ơi. Sao vậy? Dỗ em đi. Chảy máu rồi hả? Cái gì chảy máu rồi. Tay bị sao nói? Cái gì? Mình đã chúng. Mình là lý đại chúng con. Thì anh nhỏ chúng rồi. Đó chung. Vậy mà còn giảm được. Con không ăn hiếp anh nè. Giờ Miranda chùi cái mắt em đi ghèn nhớ dơ kìa bên đây cái tay những cái khăn dơ khăn sạch mà trời ơi để em nói trước nữa nè. Trước đó mấy dì cũng đã lên trước với mẹ rồi. Mộ mẹ anh Hiền mùa xuân không? Ở gia đình thân yêu hôm nay cả gia đình Hiếu Hiền đang đi lên thăm mộ mẹ. Tính hôm nay là sẽ lau dọn, quét dọn lại cho mộ mẹ sạch sẽ lại. Nhưng mà trước đó có mấy dì lên rồi, có mấy dì bên dì em của mẹ lên làm trước rồi. Thôi trong này mấy trong nước có rồi, cái này chắc như vậy đi. Ấm cúng ngày Tết của gia đình anh bông trái cây. Tuy là lên hơi vậy anh nói anh lên hơi. Ủa cái gì trái cây ở đây của mình mất rồi. Anh nói đây nè, anh nói lên hơi trễ đó vì bận tên đáng lý là lên ngày 25 âm lịch, mà 25 từ ngày 25 âm lịch tới nay là coi như là bận chương trình suốt luôn cho nên là không có lên được. Không có lên được. Chào cả gia đình. Giờ là xếp trái cây. Cái món cúng là đừng lấy cái này. Ngủ quả đó. Ngủ nhưng mà không lấy cái đó. Bây giờ không có thôi chịu thôi. Sợ, lê là lê lết hả? Chỉ nghe vậy thôi đừng. Bỏ cái bánh chưng lên. Bánh chưng để riêng ra. Đường này là đường Nguyễn Xiển là bên cái đường đi vô lên Phước Long quận 9. Cái đường
cái này là Phước Long cũng chính thôi, nhưng mà cái đường này là đường gì, không phải đường Nguyễn Xiển đâu cả nhà. Nè bé bé quay qua đây. Ok Diệu Thanh, để anh Hiếu Hiền thăm nhang cho, để anh thăm giùm cho em nó nha nha. Chính là anh còn phải treo bông cho mẹ nữa.